Nghe các bạn nha. Sau đây mình miền Đông mình không biết trồng sao chứ, sau miền Tây nè. Sầu riêng sát mép nước. Lúc nào xanh tốt đó nha. Quay kỹ các bạn thấy nè. Đó. Cái gốc sầu riêng nó chỉ sát cái nước bằng này. Đó này bị đổ nè. Bị đổ hơi nhẹ nhưng mà trái vẫn bình thường. Đó, nó trái nhỏ. Cho nên mấy anh em miền Đông á trồng sát bèo đừng có nghĩ ngợi gì nha. Đó. Miền Tây lúc nào nước cũng vậy nè. Đó. Nước cũng vậy, các bạn suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Trời ơi. Ở mình lâu lâu mới có nước vậy thôi, dễ gì. Miền Đông có bình thường. Đây. Rồi cũng đã bình thường. Các bạn thấy không? Gốc sầu riêng là sát mấy nước. Vẫn xanh tốt. Năm này qua tháng nọ chứ không phải là giống như mình là ao nó. Cái ao á, cái ao ở dưới mình á, dưới miền Đông mình á. Mùa mưa thì nó cao thôi, mùa nắng là nó hết nước luôn, người ta chích cá rồi. Lấy hết cá luôn. Còn mình miền Tây ha. Cái gốc là sát mặt nước. Đó, anh chị có vô đây ăn bằng này thôi nè. Còn bằng này vô đây là cái sân nhà người ta rồi. Đó. Miền Đông của mình á không khác gì miền Tây hết á. Chẳng qua là mọi người không dám để sát mặt nước thôi. Sát bờ ao mọi người trồng như vậy nè, nó còn tốt hơn là trên đồi nữa. Đúng không? Lúc nào mình cũng phải học hỏi đó. Cái này cứ nói miền Tây là kỹ thuật tốt, kỹ thuật là bình thường, ai cũng giống ai. Nhưng mà thích nghi cuộc sống, người ta trồng cái cây này từ khi nó nhỏ xíu, mua 90.000 trồng tới như bây giờ. Thì các bạn biết nó quen rồi, nó quen với nước rồi. Ba cái nước này bình thường. Rồi em uống vô em thả ra bình thường, giống như uống bia. Bạn nào uống bia quen thì đái ra hết, bạn nào uống rượu quen ối ra hết, thế thôi, chả có gì. Đó, bạn thấy không? Ai diện tích hẹp bờ ao cứ trồng riêng, chả cần đất, cứ trồng sát mé nha. Tốt cực kỳ. Rồi mình cảm ơn nhé. Vừa cho Tú Quỳnh mình để chia sẻ như vậy thôi, sau này mình sẽ chia sẻ nhiều cái hay hơn nữa.